Em thì ta đang sống vì điều gì? Ngày trôi rồi lại đêm dài. Theo em thì ta đang sống vì điều gì? Có phải là cho phút giây? Hello mọi người, mình là Dan nè. Hôm nay cùng đi chạy giáo họ Minh Hòa với Dan nha. Nhưng mà không phải Dan này mà là Dan này. Hello mọi người, mình là Dan nè. Mình là du xe Trần Hoàng Đan. Mình đến từ giáo xứ Tân Bình. Và mình là khách mời của video ngày hôm nay. Hãy cùng đi với mình nha. Ok. Let's go. Khúc này đang đi ngoài đường nè. Xong mình mới kêu là: ê Dan, chỉnh gương chiếu hậu cho tao quay vlog coi. Thì bạn ấy cũng có chỉnh nhưng mà... Ủa alo bạn nè. Bỏ ga, bỏ cái tay ga. Quay, mày bỏ tay ra coi. Mẹ mở tin ra có thấy gì đâu. Đúng là một cái ngày trời mưa ải chỉa, có hai đứa dở hơi rủ nhau đi chạy. Mà cái chạy này thì nó cũng gần nhé mọi người. Nhưng mà thôi kệ đi, ham vui quá rồi biết sao giờ. Còn mọi người có hỏi tại sao hai đứa mình lại đi chung với nhau ấy, thì tại vì bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác xứ nhưng trùng cái tên. Ừ thì đơn giản tại vì trùng tên đó mọi người. Nó xèo một hồi tới nơi luôn rồi nè. Khúc này Hoàng Đan vẫn đang hoang mang đứng ngoài nhìn, tại vì sợ vô đó bị ban tổ chức ăn thịt. Bạn ấy còn móc điện thoại ra gọi điện cho thầy để thầy đến giải cứu nữa mọi người ạ. Thầy không bắt máy thì mình cứ đi vô thôi chứ sao giờ. Vào trong đó sẽ có một cái bàn đón tiếp như thế này. Đây là Dan và đây cũng là Dan. Hai đứa mình sẽ nói tên cho cái chị này để chị viết vào sổ. Rồi mình nhận cái ri băng màu cam nhạt này và đi vào trong cất đồ thôi. Đó có một cái bạn áo xanh này dẫn mình đi nè mọi người. Vô trong đó còn được người ta chụp ảnh nữa. Trời ơi mấy bạn giáo họ Minh Hòa dễ thương lắm. Bạn ấy vừa mới giới thiệu thầy Tuấn cho mình biết mặt đó mọi người. Nhưng mà hồi sau mới nhận ra em đây nước Campuchia. Đó mọi người có thấy trò chơi sinh hoạt này căng cực không chứ? Đan là Đan thấy hết nước chấm nha. Nhưng mà đây mới chỉ là phần khởi động thôi. Chúng ta còn phần thú vị ở phía sau nữa. Đó chính là nhập trại. Mà thôi đợi phần 2 đi mấy má ơi. Đang quá tải phần mềm. Ok hết rồi, bye bye.